Kính chào quý vị và các bạn, ban biên tập chương trình xin được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Sau đây là nội dung chi tiết. Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 29 tháng 8, một thanh niên đi trên quốc lộ 1 rồi bất ngờ vào tiệm vàng ở thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước. Sau khi vào tiệm vàng, thanh niên này đã đập tủ rồi lấy vàng rồi bỏ đi. Phát hiện sự việc, người dân địa phương cùng lực lượng công an đã bắt giữ được người này sau đó. Cũng theo lãnh đạo thị trấn Diêu Trì, bước đầu, xác định đối tượng gây ra vụ việc là Nguyễn Văn Sĩ, sinh năm 1998, ở Đắk Lắk. Thời điểm gây ra sự việc, người này cạo đầu trọc và mang đồng phục màu nâu. Cũng trong tối ngày 29 tháng 8, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết hiện Công an huyện Tuy Phước đã tạm giữ hình sự đối tượng, đồng thời củng cố hồ sơ để khởi tố. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.